Đâu rồi nhỉ? Có ai bịt đắp cái này, đắp về cái này nè. Fuck. Woo. Nice. Nice. Yeah. Ok hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại chương trình của Basara Team TV. Và hôm nay một lần nữa chúng ta sẽ lại quay trở lại với một mô típ mới. Và hôm nay thì mình đang làm một cái video. Lúc nãy chắc là anh em thấy mình khá là bực bội khi lôi hai cái thứ chết tiệt ra. Đúng là ngày đầu tiên ở cái studio mới khác. Không phải nói nhiều. Hôm nay mình sẽ làm một cái video review về độ trâu bò của hai chiếc con nguồn Xbox 360 này. Một con nguồn slim khá tiện gọn, khá đẹp, và một con nguồn nó là nặng, cực kỳ trâu chó này. Nó phải gọi là không phải ném chó cho chết mà ném bò nó cũng chết luôn, chứ không phải ném chó chết này. Ok, chúng ta cùng xem đi rồi. Ok, thì trước mặt mình đây là có một con Xbox 360 ở trước mặt mình ở đây là một con Xbox 360. Và cái con Xbox này mình sẽ giới thiệu ở tập tiếp theo, cho nên là hôm nay mình sẽ không giới thiệu về con này. Trước hết là chúng ta sẽ đi sâu về chuyên môn về hai con nguồn. Ok, bàn tay mình đây, nhìn kỹ chúng ta có thể thấy là đây là hai con nguồn của Xbox 360 và hoàn toàn khác nhau. Một con nguồn cho máy slim và một con nguồn dành cho máy fat. Cái hiệu năng điện của hai con này nó khác nhau ở điểm gì? Thì nếu mà nhiều anh em mà fan Xbox hoặc anh em mà cứ hay để ý, anh em sẽ để ý rằng là cái điện trở của hai con này hoàn toàn khác nhau. Thứ nhất là điện trở của con slim, dù là 220, 210 chăng nữa thì điện trở con này nó vẫn như thế, nó chẳng có gì thay đổi cả. Nhìn chung là hai con này chẳng có gì thay đổi hết. Nhưng mà cái đặc điểm khác nó là cái về cái độ nặng và nhẹ. Anh em có biết tại sao cái con nguồn trâu chó fat này nó lại nặng hơn và con này nó nhẹ hơn không? Đơn giản là vì là con fat này phải nói là cái tính năng, thứ nhất là cái nắn dòng nó khá tốt, và thứ hai là cái trụ điện cực kỳ lâu, và nó có rất nhiều cái lõi dây đồng được thiết kế ở trong này. Còn con này thì nó được gọi là dành cho máy slim rồi, thì đương nhiên là nó sẽ gọn nhẹ hơn và đương nhiên là hiệu năng của nó sẽ kém hơn. Về so sánh thì chúng ta có thể nhìn ở trên đây thì cái AC adapter mẫu của con này, một con là A10 120N1A, còn mẫu con này là HP AW205EFBPLF. Vừa đọc dài méo của một. Tiếp theo chúng ta có thể nhìn thấy cái điện trở của nó. Một con điện trở này chỉ là 100-127V, kể cả mẫu 250, mẫu 220V thì cũng thế thôi. Con này là điện trở 220V đến 240V, con này là 220, con này 110. Đấy. Đầu ra con này là 203W, đầu ra con này là 120W, 12V đến 16,5A kế, con này là 12V đến 9,6A kế. Nghĩa là con này là con nguồn 110, con này là con 220. Thì thường là những anh em nào mà sở hữu con nguồn slim như thế này thì theo mình tốt nhất là anh em nên mod nó sang 220. Nhưng mà thường thì mod thì nó cũng không trâu được lâu đâu. Kể cả còn những cái con như này mà nếu mà kể cả có mod lên thì dùng nó vẫn trâu chó như bình thường. Còn những cái con này mà mod thì nói thật với anh em 1 đến 2 năm sau tèo. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử cái hiệu năng của nó một lát nữa. Bây giờ chúng ta có thể thấy là cái dây cắm thì anh em có thể thấy là cái dây cắm của hai đầu con này hoàn toàn khác nhau luôn. Đây, đầu cắm của con này thì nó to hơn. Đây, mình sẽ rút ra cho anh em xem. Đầu cắm con này là 3 chân. 3 2 này, 3 mà bố tổ sư ở đây nó thiết kế là 2. Yes. Và cái rắc cắm của nó thì anh em thấy là cái đầu cắm cho con slim đúng như thiết kế con slim là cái hình số 8. Còn cái này là cái đầu cắm to y hệt như cái ổ cắm bàn là nhà mình luôn. Tiếp theo là cái con fat trâu chó này thì Nhiều anh em sử dụng từ đời phép rồi thì khỏi phải chê, con này phải gọi là cực bền. Nếu mà anh em mà đi mua nguồn, mà nếu mà người ta tặng cho, ví dụ như anh em mà mua nguồn con slim ấy mà tặng cho cục nguồn đen kịt này này thì bảo người ta vứt ngay cục nguồn đi, mua cục nguồn này mà dùng. Ok, hàng tốt, hàng Việt Nam, à nhầm, hàng Mỹ chất lượng cao, mà còn mà có khi còn đéo phải của Mỹ, còn made in China. Ok, chúng ta có thể thấy là ở đây chúng ta có một cái ổ nguồn gọi là cực to, cực đại, cực bự luôn. Đấy, anh em thấy là cái cục nguồn của nó, cái đầu cắm vào nguồn của nó lên đến 6 chân, mà trong cái thằng kia của 3 chân. Và nó chỉ khác là cái đầu cắm nó không đẹp lắm, nó trông như một cái ổ cắm của máy Nhật đấy. Đúng là nó thiết kế cũng nhìn giống thật. Ok, và bây giờ mình sẽ thử qua hai con nguồn. Chúng ta bắt đầu chưa? Hajime Masuka. Ok, và sau khi mình cắm hết toàn bộ mọi thứ xong rồi, đấy, cắm cái cục của nợ này vào cái thứ chết tiệt này thì anh em phải thấy là đèn nó vàng. Đèn vàng nghe là ok. Ok, bây giờ mình sẽ thử bật lên xem như nào. Ok, nhất dung chỉ. The fuck. Đấy, dấu hiệu đấy, dấu hiệu đấy. Anh em đã thấy chưa? Thường là những con nguồn như này ấy, ý mình không nói ở đây là nó là tệ hại hay là vớ vẩn gì cả, nhưng mà thực sự phải nói là những con nguồn như này nếu mà đã được mod thì thường nó sẽ không sống lâu, nó nhanh chết lắm, nó nhanh bị đài lắm, chỉ trong vòng từ vài năm, ít nhất là vài năm, trừ khi anh em dùng người thật việc thật, có nghĩa là hàng 110 thì nên dùng điện 110, mà hàng 220 dùng điện 220. Chứ còn nói thật thì đúng ra về nguyên lý của nó thì cái con nguồn này nó không thể trâu được bằng con FET, nguồn con FET, cho nên là con này nên biến đi. Biến đi, get away bitch, get away bitch. Oh fuck, nhầm. Nhầm dây. Rồi, ok, nó rút cái giấy chết ra rồi. Ok, rút cái dây chết tiệt rồi và vứt đi. Ok, và xin chào anh bạn mới. Hello my new friend. Ok, bây giờ mình sẽ cắm cái anh bạn này vào. Dây nhằng vướng quá. Cả máy đã P2 kìa. Ok, bây giờ mình sẽ cắm vào. The fuck. Mình nhận ra là cái con nguồn này to tổ buôn mày ra. Ok, không sao. Nếu mà anh em muốn dùng con nguồn châu chó này mà không có giải pháp nào để cắm vào cái con slim này thì đừng lo, mình đã có cái này. Cái này là bộ dụng cụ đa năng. Đấy, chuyển đổi từ một con nguồn 6 chân to tổ bố ăn mày như con này và có thể... Ok, để mình cắm. Come on. Con neo đi. Yes. Fuck that. Ok, từ từ. Oh shit. Kissing charger bitch. Ok. Rồi mình sẽ cắm nó vào. Oh fuck. Anh có nhìn gì không? Đéo nhìn gì cả, tối quá. Come on. Ok, rồi bây giờ xong rồi. Oopsie, mình sẽ bật nó lên. Rồi, con nguồn nó ở trạng thái màu vàng. Bây giờ mình sẽ bật lên để xem hiệu quả sự trâu chó con này là như nào. Welcome to my world. Đấy, anh em đã thấy hiệu quả của những con nguồn châu chó là như nào chưa? Đấy, nó chính là như thế đấy. Nó chính là sự hiệu quả của những thiết bị to. Nhiều người cứ nói là càng to càng nhanh hỏng, nhưng mà chưa chắc thế đâu anh em ạ. Đôi khi càng to nó lại càng châu chó hơn. Đấy, anh em thấy là dùng khá là ngon, chả biết sao cả, chả có vấn đề gì cả. có hay đúng không? Nếu mà hay cho mình tràng vỗ tay, còn nếu không thấy hay thì các bạn có thể cho một tràng dislike cũng được, nhưng mà thôi kệ, không quan tâm đi. Ok, dù sao thì mình làm một cái clip ngày hôm nay là một cái clip ngắn để anh em có thể phân biệt và anh em có thể đánh giá được cái độ ngon và độ trâu chó của từng loại nguồn của Xbox 360. Có thể đây thì nó cũng không thể chứng minh được gì nhiều, nhưng mà dù sao thì nó cũng cho anh em một chút kiến thức về một số con nguồn của Xbox 360, đặc biệt là cái dòng Xbox chết tiền này. Ok, và cảm ơn anh em đã xem, nhớ là subscribe. Và thằng nào không subscribe thì có thể không cần dislike cũng được, và có thể vào kênh khác để xem cũng được, nếu mà cảm thấy hay hơn. Hy vọng anh em tìm được cái kênh khác hay hơn giống như kênh mình. Bye bye, Marui sao.